Alo, chào các bạn nhé. Bây giờ là đưa anh Lê Trung Khoa đi ra Đại sứ quán Việt Nam để anh xem xét địa hình, rồi là hôm nay chủ nhật thì là sứ quán nó không làm việc rồi. Bây giờ mình đi ra để xem xét địa hình thôi. Nếu mà ông vào trong đấy ấy, thì là cái đường trốn là đường chạy ra đằng Lào, nếu mà có nguy hiểm ông thoát thân đằng Lào thì anh em mình vạch kế hoạch. Thế là tôi đứng ở đấy tôi đón ông. Đấy. Thì tôi cũng nhận được rất nhiều giấy mời, rồi là họ yêu cầu tôi phải vào để làm việc, chứ họ không cho phép hộ chiếu của tôi hết hạn rồi. À bây giờ là họ mời, đưa giấy mời vào làm việc. Ờ đấy. Nhưng mà họ làm việc là vì lý do gì? Không rõ, không nói. Ôi, thế thì nhiều khác đéo thì mẹ tôi ở nhà nó bị công an nó triệu tập lên trụ sở, xong nó bảo là cứ đưa giấy mời, nó bảo là lên làm việc. Thế thì khác gì là ông bị triệu tập. Thì thế mới nguy hiểm. Ừ. Nếu mà giấy mời mà nó không nói gì thì coi như gần như là giấy triệu tập mẹ thôi. Không nói lý do, bây giờ ông đề nghị là bây giờ phải nói lý do vào trong đấy. Thời gian gặp bao nhiêu, Đức này là hẹn mà như thế nào, giờ nào gặp bao nhiêu, thành phần gặp là có bao nhiêu người, địa điểm gặp ở đâu. Thì đúng là họ không nói gì, không biết là vào đấy họ làm cái gì. Đấy thì đấy, vừa rồi ở Thổ Nhĩ Kỳ là xảy ra trường hợp là cái ông nhà báo, xong rồi ông vào đấy ông xin visa để ông lấy vợ đúng không? À. Làm thủ tục lấy vợ thì xong rồi nó băm xác ra. Việt Nam thì chắc là nó không làm thế đâu. Thế là, nó làm gì? Thì nó chỉ cho cùng lắm thì nó cho uống thuốc độc, tức là nó tiêm cho cái gì đấy, hoặc là nó vẩy cái chất gì đấy thôi, chứ nó không mổ xẻ rồi nó băm xác đâu. Việt Nam nó lành hơn, mà nó chỉ cho lành hơn, nó chỉ đánh quen đánh thuốc độc thôi. Thì giống ông Bá Thanh nhỉ? Bá Thanh ông Bá Thanh ông Trần Đại Quang. Đại Quang đấy hả? Chữa mãi không khỏi. Chết là bây giờ không biết là chết vì cái gì, virus lạ đúng không? Sợ. Bây giờ tí mình phải đến đấy xem tình hình nào, có nên vào hay không. Thế là người ta là mình gửi giấy mời ông. Ừ. Là vào đại sứ quán, là mời bạn đến đại sứ quán làm việc. Đúng rồi. Ừ. Ông Thủy đấy, ông Thủy tham tán công sứ ông ký. Ừ. Ông gửi mấy lần. Gửi mấy lần rồi. Trong thư tôi có đưa vào luật thế sư. Thế mà bây giờ mà ông không đến thì mẹ, nếu mà theo luật Việt Nam là ông chống người thi hành công vụ à? Đúng không? Bây giờ ông là công dân Việt Nam, mà bây giờ là sứ quán Việt Nam là đại diện cho nhà nước Việt Nam ở đây. Bây giờ ông vẫn là công dân Việt Nam. Bây giờ người ta đưa giấy mời ông đến. Bây giờ mấy lần mà ông không đến ở Việt Nam, mà ở nhà là thí dụ là triệu tập mẹ vài lần không đến là nó bắt đi đấy. Nó ghi là tội là chống đối người thi hành công vụ ấy. Thì đúng là sứ quán ở đây thì là một cái tòa nhà và nó thuộc là chủ quyền của Việt Nam. Đấy thì cũng ngại hết, không biết là thế nào. Ngại nhỉ. Ừ. Mà bây giờ ông Đoàn Xuân Hưng thì ông về rồi, cái ông đại sứ mà vụ bắt cóc trước ấy. Ừ. Bây giờ lại ông mới sang, là ông mới sang Nguyễn Minh Vũ sang. Thế mà ông ấy vẫn gửi giấy mời, thế thì không biết là ông Vũ định làm cái gì. Mà ông này là ông ấy làm lốt nhiệm kỳ này cũng là thôi à, giống ông kia. Thì thấy có vẻ là như vậy, nhưng mà không rõ là các ông tính toán cái gì thì mình không biết. Đấy. Tức là như ngày trước ấy, là người ta là thường có cái kiểu gọi là gặp chủ bị đúng không, họp chủ bị. Thế bây giờ là ông cứ mời mẹ các ông đấy ra ngoài đường rồi này, nói chuyện trước là thí dụ là các ông gặp tôi là dự định là làm việc gì, nói việc gì cho tôi biết, tôi yên tâm tôi vào. Chứ bây giờ ông cứ mời kiểu như này mẹ ông khủng bố tinh thần, tôi sợ. Nghe như thế này là ông vào là ông thế thúc, ông có vào cũng mang cái tâm lý là ông sợ rồi đúng không. Vào rồi không biết là mẹ có yên mạng không, như nào tự dưng sợ. Từ cái sợ đấy tự dưng là mình trả lời hoặc là mình làm việc là rất là bất lợi cho mình, vì tâm lý mình sợ. May hôm nay có anh đi cùng chứ không biết là thế nào. Bây giờ tôi đi cùng thì người ta cũng không cho tôi vào. Bây giờ ông cũng đề nghị người ta là bây giờ tôi là trường hợp nhạy cảm như thế. Bây giờ tôi đi thì tôi có anh bạn tôi. Đấy, anh Hiếu bạn tôi đi cùng thì mẹ nó giết cả. Cho đôi. Đi thì là có đôi, mà chắc là không đến mức độ đấy đâu. Thì tôi hôm nay vừa hỏi rồi, mấy người trong đấy bảo là có thể sứ quán nó có súng trong đấy. Sứ quán có súng á? Tại vì lãnh thổ Việt Nam mà. Đấy. Sứ quán thì lúc nào mà chả có súng. Đấy, lãnh thổ Việt Nam thì nó làm gì thì nó làm. Nhưng mà sợ nó vào xong cuối cùng mẹ nó vui, nó bảo ông là vào trong này rồi là ông mẹ mày định cướp sứ quán, rồi ông xâm phạm lãnh thổ, rồi ông định hại người, cũng ghê đấy ông ạ. Đấy. Cũng ghê đấy, trong đó cái chỗ phòng đằng sau và trước là nhốt thanh đằng sau ấy, trên cao ấy, chỗ đấy kín lắm. Tối. Ngày này thì mẹ vào, thứ nhất là một là nó hại mình thì nó đành rồi, dùng nó mẹ ám hại là đành rồi, mà thứ hai là mà nó lại vu khống mình tội gì mẹ chết đúng không, nhiều chuyện lắm, nhiều trò. Không hiểu tại sao nó cứ mời mãi thế, để làm gì.
trong khi những người khác mà đổi hộ chiếu thì làm dịch vụ ở văn phòng đúng không, ở chợ Đồng Xuân đây. Bây giờ cũng phải đặt cái khả năng là nhiều khi là nó mời ông đến rồi nó nói chuyện rồi là tình cảm rồi nó làm hộ chiếu cho ông, nó đưa ông rồi ông đi về, sao ông phải đặt hết khả năng. Cũng có thể bây giờ có khả năng là ông đặt khả năng là nó vào đấy là nó hại ông đúng không, trường hợp là giết hay là ám hại xúc độc, hai là nó vào nó vu khống ông đúng không, nó mẹ làm cái gì đấy cho nó vu khống ông về mặt truyền thông cho gia đình ông sợ. Thứ ba là những khi là nó vào nói bà thôi anh Khoa ơi, chúng tôi làm hộ chiếu cho anh xong rồi đây. Nhưng mà tôi nghĩ khả năng thứ ba là khó, tại vì nếu mà nó làm hộ chiếu cho ông thì cứ thông qua dịch vụ thì nó làm cho ông thì làm ông về nó bảo đấy chúng tôi làm rồi, rồi nó chụp cái ảnh là nó đã làm hộ chiếu cho ông, nó đưa lên trên báo của nó bây giờ. Bọn tay chân của nó, cái bọn bồi bút của nó đây thiếu gì đúng không? Nó chỉ bảo đấy đại sứ quán hôm nay đã làm cho anh Lê Trung Khoa, mặc dù anh không đến chúng tôi vẫn làm cho anh ấy, dù anh ấy ngại anh không đến thì chúng tôi vẫn làm, nếu mà nó đàng hoàng thì nó sẽ làm như thế. Nhưng mà riêng mà nó đã mời ông đến thì nó đéo tử tế thì rồi mẹ nó có mưu rồi. Nhưng còn gì phải chuyện về làm giấy tờ thì nó mẹ làm mẹ cho ông xong rồi nó nói mà đấy có chuyện gì đâu, mày thích thì bọn ta làm cho mày, mày sợ không đến thì bọn ta làm cho mày, cần tao mang đến tận nhà ở đấy nếu mà nó đàng hoàng thế mới ngại. Bây giờ là không biết làm gì mà nó mời đi mời lại như thế. Ông mới là đáng lo thì mẹ ông mới là đáng lo thật. Mình thì không quen những kiểu như thế thì không biết là làm trò gì. Mình chỉ biết báo thôi, đăng tin dịch bài. Đăng tin dịch bài nhưng mà những bài bây giờ mà ảnh hưởng đến chúng nó thì là bài mà người ta nói xấu chúng nó thì ông cứ dịch ra. Cái báo chí Đức đăng thế nào cái vụ vừa rồi đăng. Mẹ thì thụ những cái báo nó đăng là bây giờ Việt Nam là nước hạnh phúc thứ nhì thế giới. Rồi là Việt Nam là nước đáng sống trong top 10 thế giới thì ông không đưa. Ông toán mẹ đưa cái chuyện mẹ nó nói Việt Nam là nào thì bắt cóc, nào thì tham nhũng, nào thì mẹ thế lọ thế kia toán nhục nữa. Mà tôi còn dịch ra tiếng Đức nữa. Tiếng Anh nữa. Người Đức người Anh đọc được thì chắc là họ không thích đấy nhỉ. Từ đây đến sứ quán đấy phải đi qua cái cầu kia nữa. Đi qua cầu kia là gần đến rồi đúng không? Đi qua cái cầu nữa xong rồi rẽ. Ở Việt Nam ví dụ mà mình live stream này ấy, xong rồi trên đường mình đến cái trụ sở nào ấy, đến nơi là bọn an ninh nó đứng mẹ đầy đấy thôi. Xong rồi nó thuê mấy thằng kiểu như là nó chứng là được, chúng phải chẳng phải nó thuê mà chúng chính cái thằng bọn an ninh công an rồi nó đóng giả làm dân thường ấy. Xong rồi đứng quanh đấy nó làm xe ôm ấy, xong rồi chúng tôi là người dân quanh đây rồi chúng tôi thấy các anh gây rối, các anh này thế kia rồi nó cà vào nó cà khịa ở đấm mình, xong rồi mai kia là báo chí nó lại đưa tin là người dân xung quanh bức xúc trước hành vi này bịa. Ở Việt Nam là khổ thế không? Ở đây thì chắc là khó. Đây làm gì có đúng không? Đấy. Nhưng mà có thì không phải đề phòng biết đó đâu, để không là có, mấy công dân Việt Nam yêu nước rồi bức xúc đấy. Trước hai thằng phản động rồi đến bôi nhọ trước cửa sứ quán là đại diện cho bộ mặt nhà nước rồi là phiền đấy, sợ đấy. Thì đấy các anh thấy mấy hôm rồi tôi có quay và chụp hình ở sứ quán, thế là bọn nó vác ra cái biển đấy. Sứ quán nó cấm quay chụp luôn, mà trong cái lãnh thổ nước Đức. Thì chuyện ngoài đường là cái cấm đường. Của mày ghi bằng tiếng Việt, tao ở đây tao đọc bằng tiếng Đức thì không thế mày... nó ghi là cấm tiếng Việt thế, xong nó bảo đấy, rất là khó nhỉ. Xong rồi nó mà ghi bằng tiếng Đức thì ông lại bảo tao là người Việt Nam tao đéo biết tiếng Đức. Chúng mà mình quay ở ngoài đường thì không sợ. Chứ còn chúng nó ghi thì kiếm quyền chuyện của chúng nó cấm chúng nó ghi thì chúng nó ghi thôi. Là còn khoảng một cây nữa đến đấy. Vâng. Đã đi qua cái cầu này cũng chui xuống dưới. Đường thì đang tắc. Đang tắc phải chui qua cái này đã. Đấy. Mọi người cũng phải đứng xếp hàng đợi. Đường tắc hơi dài. Chắc chỉ ít phút nữa thôi. Nếu qua cái này là ít phút nữa thôi. Tôi. Thế là giấy mời ông là làm gặp vào ngày nào? Thì nó cứ gửi giấy về, nó bảo cứ mời vào, thế thì không có ngày giờ, không có ngày giờ gì hết. Cứ gửi thông tin là đề nghị anh tôi chỉ chúng tôi muốn gặp anh Khoa để chúng tôi phải interview tiếng Đức, có nghĩa là nói chuyện mà không biết nó nói cái chuyện gì. Chuyện bây giờ ông là cán bộ nhà nước của tôi, của đại diện cho nhà nước Việt Nam, mà tôi chỉ là một công dân Việt Nam tôi tạm trú ở đây. Thì bây giờ đi nói chuyện gì? Mẹ nói chuyện tình yêu à, hay là nói chuyện lô đề? Bảo ông nói chuyện gì thì bây giờ ông đề nghị là ông ghi rõ cuộc nói chuyện vào đấy. Ghi hẳn hoi là làm việc, thảo luận về cái việc gì. Chứ mẹ nói chuyện, mẹ đéo nói chuyện. Thế mà bây giờ nếu mà tôi báo ngày giờ vào sẵn đấy thì có khi họ lại chuẩn bị cái gì đấy, họ làm gì đấy, ai ngồi đấy cũng không biết được. Mà cảnh sát Đức thì họ nói với tôi rồi là vào ngày đấy
họ không can thiệp được với lãnh thổ Việt Nam. À, cảnh sát Đức người ta dặn ông rồi thì là ông không lên vào đúng không? Tức là họ nói là không can thiệp được. Đúng rồi, họ vào ngoài thôi. Được. Ông vào cái khi đó đơm mất xác ông là xong rồi. Đấy, như bên Thổ Nhĩ Kỳ nó cho một thằng khác mặc cái áo giống giống của tôi lại xong đi ra ngoài, nó bảo đi rồi. Đấy, như xong. Đấy. Không biết là nó sẽ làm gì. Hộ chiếu đến hết hạn rồi. À. Không đổi. Cứ đòi phải vào. Mà vào trong đấy là nhiều khi là có máy phá sóng đúng không? Ừ. Kể cả ông live stream điện thoại hay là ông ấy với tôi vào trong đấy là nhiều khi nó cắt mẹ phá sóng, nó làm gì ông thì chết. Cắt, và trong đấy nó có cái hầm ngầm, nó có những cái tầng ngầm. Tầng ngầm trong đấy thì không ai nhìn thấy, không ai nghe. Đúng rồi. Riêng chuyện như là chưa cần mẹ hại gì ông nhá, nó chỉ cần cho ông vào đấy nhá. Xong rồi nó cho ông uống thuốc kích thích, xong rồi nó cho mẹ đứa con gái ra. Thế là ông mẹ làm việc thịt nhau vào, xong rồi nó quay phim nó đưa lên là hạnh phúc gia đình ông tan thì ai người ta không ấy, bọn này lớn nhiều trò lắm. Đấy. Nói cho ông chết vì gái là cái chết em ái. Giống như Thanh nhá. Ừ. Giống Thanh. Thanh bị nhốt trong đấy 2 ngày mà. Không hiểu nhốt phòng nào nhỉ, hay ông thử vào xem biết ông xem mẹ thấy xem cái phòng nó nhốt Trịnh Trường Thanh nó nhốt nào. Nó có cái góc cái phòng góc ấy, cái chỗ mà bên trong ấy. Đấy. Thì nó bị nhốt trong đấy, thấy bảo nhốt trong đấy mà nó dùng cái đũa cả, cái đũa để nó sới cơm của sứ quán, nó dài thế này bằng cái tre hai cái, xong nó ép tay để nó buộc tay của con đỗ thì con Phương ấy, à nó bó lại bởi vì con đấy bị gãy tay. Khi mà bắt cóc thì con đấy nó hoảng quá, nó không biết thì nó hò hết ở mỹ lên và nó vùng vẫy ra, thế là bọn này đánh gãy tay luôn, bẻ tay nó, bẻ tay gãy tay luôn, toàn thằng to khỏe nhưng thằng oai đất thì nó bẻ gãy tay, bọn nó khỏe lắm, bọn thấy bảo bọn chuyên nghiệp, sát thủ chuyên nghiệp. Thấy mấy ông lên cảnh sát gặp để nhìn ảnh thì bảo toàn mặt bọn đấy nó chắc là chụp qua camera an ninh của các sân bay ấy. Họ thấy đấy là trông kinh lắm, trông những rừng rú cái bọn kinh. Trông nhìn biết ngay là sát thủ. Bọn đấy khéo, nó toàn tuyển bọn dân tộc to khỏe, trong nó huấn luyện từ sớm. Bọn đấy nó trung thành. Vấn camera tí. Vấn tay một tí. Vấn tay ở cầm mỏi. Đấy ok. Đấy, bà con tôi đang lái xe nhá, tôi không nói được chuyện nhiều. Anh Hiếu, anh người buôn gió, anh ấy nói chuyện của tôi đang phải lái xe đây thì đang tập trung. Đấy, thì đang không biết đâu đấy, tôi cứ quay lại, chắc là đây là trên đường ông ra sứ quán, xong rồi đến sứ quán dừng lại rồi ông đứng ở đấy, ông định vào như nào thì không đấy để làm chứng, nhưng thôi như ông Trương Duy Nhất ông bị bắt cóc ở Thái Lan đấy, xong rồi nó mẹ cho luôn những cái bọn tay chân của nó kêu là Trương Duy Nhất là chưa hề đến Thái Lan, mà chính những thằng gọi là cũng là đấu tranh dân chủ đấy, ông hiểu không? Đây nó cài vào trong đấy, xong nó tung tin là đây Trương Duy Nhất là chưa có căn cứ nào đến Thái Lan, nó kia chứ mà tôi phải rút kinh nghiệm là tôi phải mẹ đưa ông lên luôn, là đây là ông đến sứ quán đây, trên đường đi đây live stream trực tiếp bà con đến đấy. Xong ông đến lúc ông đến đấy thì ông mất tích, rồi nó bảo là còn gì có Lê Trung Khoa có đến đây đâu thì đúng, vâng, bây giờ mình like này rồi thì ai cũng biết rồi là tôi đang ra sứ quán rồi, còn làm sao đấy thì biết ngay. Đấy, còn một cái đèn đỏ cuối cùng đây, qua cái đèn này đó. Trong khu này là khu nhà của sứ quán ở đây này, ở bên trong này, xong này lại đi vào đây này, là cái đây là ven sông đúng không? Ven sông đấy, ven sông là nhà ở đây là rất là đắt. Trước là cái ông Hải mà dính đến vụ bắt cóc ấy, ông Lê Thanh Hải ấy. Lê Thanh Hải đúng rồi, đấy là ông cũng được phân cái nhà đây này, xong bây giờ về nước ở đấy, đúng rồi, chắc thoa thứ các thứ là Đinh Tuấn ấy là được nhà đây hết, nhà công vụ mà mua cái nhà công vụ đéo mà toàn ra chọn gần sát hồ đẹp nhỉ, sát hồ sát sông đẹp nhất, đắt tiền nhất. Giờ thấy bảo con ông mấy ông đấy Đức nó trục xuất nhưng mà họ vẫn cho con các ông ở lại học. À con thì là chuyện riêng, không ảnh hưởng. Nó đi học thì không ảnh hưởng. Đấy. Đức nó nhân đạo, họ nhân đạo. Mẹ Việt Nam nó còn mẹ hại cả con luôn ở đấy, thằng con của Nguyễn Bá Thanh, rồi là thằng con của thằng chủ tịch Trần Văn Minh gì đấy đấy, hôm nay là cũng là nó phải bắt ép phải là phải ra khỏi luôn đấy. Ông đây Đức nó trục xuất. Con nhà ông Phú Huy Hoàng như là mẹ con nhà chị Xuân Thanh, tức là bọn nó ấy hết nhỉ. Mẹ nó hại ổ xong rồi thì kể cả thằng con thì không có bị vi phạm gì cả. Nó cũng mẹ mày ép cho tự khắc là mày không vi phạm thì tự khắc mày làm đơn mình xin thôi, xin rút ra. Dã man. Đéo ở cộng sản này nó giết nhau kinh như chính cái thằng ông tổ của nó, thằng Lê Linh thì nó bảo là mẹ nội chiến còn mẹ tàn khốc hơn ngoại chiến nhiều. Giết hại lẫn nhau và đồng chí à? Còn đồng chí với nhau. Đây rồi, bây giờ đến đấy, đây là đến của...
tòa sứ quán ở sau cái khu đấy đấy. Đây trên đường đến đấy, sứ sau quán. Sau cái tòa nhà cao tầng kia của bảo hãng bảo hiểm Allianz đấy là sứ quán. Đấy đây cái sông. Sông này. Đấy sông cầu. Đấy đi qua cái cầu này. Đấy. Đây là cảnh của nước Đức. Qua cái này là cái sứ quán. Hay là ông cứ mẹ ứng vào ông mà ông xin gặp. Ông bảo ông tôi có giấy mời gặp thì tôi hỏi bao giờ gặp bấm chuông hỏi thế thôi xong đi ra nhỉ. Để vào tí anh em mình xem. Xem tùy tình hình, bây giờ tôi với ông phải đi vào để xem. Đầu tiên là mình phải xem địa hình đó. Đúng không? Là địa hình là kiểu như ông thấy bất chắc gì là ông mẹ nhảy ra đằng nào rồi tôi đứng đằng đấy tôi quay camera tôi đón. Đúng không? Đấy, ông cứ đi qua đây này, quay đây, đây là cái sứ quán nó đây này đúng không? Đằng sau đằng bên hông là có chỗ đậu. Đây nhà nó đây. Đây đây. Đây đây đây. Đây sứ quán này đây. Ở đây sứ quán đây. Đấy cờ, cờ Việt Nam đây. Cầu xe cấm quay phim cơ kìa. Ghi bằng tiếng Đức cơ kìa. Đấy. Mới đấy. Cấm quay phim đó. Ừ, nhưng mà đây là lãnh thổ nước Đức chứ không phải Việt Nam mà cấm. À, hay là sao các sứ quán khác nó có ghi này không nhỉ? Không, sứ quán khác không có nó ghi cả. Không có ghi cả. Sứ quán khác nó không ghi cấm không? Mỗi Việt Nam. Mỗi Việt Nam tôi ghi cấm. Tôi đến quay sứ quán Mỹ này, tôi sứ quán Nga này, không ai ghi là cấm quay phim cả. Mẹ rộng phết ông ạ. Ừ. Họ chỉ nói là không được đỗ xe thôi, đại khái là để xe ngay kẹo vìa, tức là cái chỗ khuôn viên đại sứ là gần đấy là không được nên đỗ xe vào hàng rào thế thôi chứ còn họ không có cấm thì. Ngay góc đường nhỉ. Ừ. Bây giờ tôi đánh xe chỗ này xong rồi anh em mình quan sát xem là chỗ nào nó thuận lợi đỗ xe xong rồi đi vào xem. Nhưng mà không biết là đưa ông vào là tòa nhà nào, cái tòa nhà mà đằng trước này này hay là tòa nhà bên này. Ừ. Đấy thì phải vào xem phải quan sát giờ đi bộ. Đường vào đường ra phải ngó trước. Để xem đấy ông thì phải này. Vào với ông hay là đi mình hay là ông vào trước. Đây này của nó đây này. Đấy. Thôi được rồi, bây giờ sẽ dừng lại rồi đi tìm chỗ đậu xe nhá, xong rồi lại like tiếp nhá. Đây có để đậu xe đấy. Bây giờ để đậu xe đã. Để xem đậu hình đậu xe. Đây đây, đây chỗ này đậu xe đậu đẹp. Xe được đây, chỗ này đẹp. Đó cái gì là 4 đấy à, giờ đến 4 tiếng giờ được đầu 4 tiếng à? Ừ, electro pha soi về thì là có cả mẹ sát được không? Đây rồi. Ơ cái xe ấy của xe tôi đéo đâu nhỉ? Cái bấm giờ của xe tôi. Được. Rồi. Ông có thẻ nhà báo lên nào. Không ông xe này chủ nhật thoải mái. Xe này khóa của tôi thì ông không phải ông cứ ấn vào đây là tắt thôi. Xe này nó không cần chìa khóa. Rồi. Chìa khóa để trong người. Anh xuống mở cửa quay cái xe rồi. Đây rồi ông cứ đứng đấy. Đậu dẹp vào đây, đậu sát vào hè đấy. Sát vào hè là từ đây. Cứ bấm nút đấy lên thôi. À, không phải. Chưa? Đó, không đậu sát vào. Được rồi. Tay chủ nhật mà thoải mái. Gì đó? Ok, thôi đây anh em mình ra nhỉ. Đậu anh em mình đi ra cái nhỉ? Thôi được rồi. Để bây giờ tôi với cả anh Hiếu sẽ ra ngoài đấy sứ quán để xem tình hình thế nào nhá. Xong có gì tí nữa đến đấy chúng tôi like tiếp không, để đậu sát vào để cho bà con biết nhá. Ok. Ok. Đây là xe của anh Hiếu nhá. Thanh Hiếu 7219. Đấy. Của anh Hiếu là người buôn gió. Đây. Nay là anh Hiếu anh đi xe của anh ấy. Tôi đang đỗ xe ở ngay cạnh cái ngay cạnh sứ quán Việt Nam. Đấy. Đấy. Anh Hiếu, anh Đỗ, anh Gió, anh buôn gió, anh đến, anh đỗ xe, anh đấy, để coi đỗ gọn vào, cho nó gọn vào. Đấy, rồi bây giờ tôi tắt tạm thời, tắt like đã, để xong tí nữa chúng tôi lại tiếp tục xem cái tình hình trong đấy nào, chúng tôi sẽ livestream tiếp để cho các bạn biết nhá, và để xem tình hình vào sứ quán thế nào nhá. Rồi.